Thông điệp từ các đấng sáng tạo, những người Orion sáng và đen tối. Nhóm các linh hồn lớn nhất trên trái đất là những người Orion. Điều này là do chủ yếu bởi cái gọi là cuộc phản loạn của Lucifer mà xuất hiện khoảng nửa triệu năm trước trên trái đất. Trong sự kiện đó, đã viết chi tiết trong lịch sử của trái đất, những linh hồn từ Rise Betelgeuse trong chòm sao Orion đã đến trái đất với số lượng lớn. Đó là một cuộc xâm lăng thầm lặng trong quang cảnh là họ đã đầu thai chủ yếu trong người Pleiades, biến đổi DNA của người Pleiades với DNA Orion của họ, với một bộ lông mày hầu như được đắp nổi lên. DNA của người Orion là hung hăng hơn, giống với các chiến binh hơn DNA hòa bình của người Pleiades, nhưng nó đã tạo ra sự phù hợp vừa đủ để hầu như không một linh hồn nào trên trái đất hiểu được những thay đổi tinh tế đang xảy ra trong bản chất loài người, cho đến khi sự việc đã quá muộn. Một số những đặc tính cạnh tranh trong loài người là do sự đồng hóa với dạng động vật thân thể 3D, nhưng điều này xảy ra chủ yếu là do bởi sự đưa vào của DNA Orion kết hợp với DNA Draconis. Trong quá trình gây giống trong loài người trái đất trong quá khứ, các bạn thậm chí có một từ, đó là não bò sát, từ mà chỉ định các trung tâm hung hăng cạnh tranh của não. Tại chỗ nối này, các bạn có nhiều tổ hợp ngoài lai của người lai Orion và Draconis trong chủng tộc con người. Khi trái đất đạt tới sự chuyển đổi thiên hà, nhưng những cảm xúc và những ấn tượng sẽ được nhận nút bên trong DNA của người lai này. Một số những người với tỷ lệ cao hơn của DNA Orion và Draconis tiêu cực có thể bắt đầu phô bày những đặc tính bạo lực hơn, phụ thuộc vào việc họ dính mắc như thế nào với các con đường tiêu cực của những người Orion và những người Draconis trong quá khứ. Những người khác sẽ tự nhận thấy rằng mình bị ném ra khỏi ánh sáng và có thể họ sẽ mất nhiều thời gian và cố gắng hơn để chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ. Không may là, từ quan điểm của mật độ 3, sẽ rất khó khăn cho phần lớn những người Orion để di chuyển ra khỏi mật độ 3 và ở lại với trái đất. Mặc dù những người Orion trong chòm sao của bản thân họ đã tiến hóa một cách đáng kể từ thời gian của cuộc phản loạn Lucifer và bây giờ có khoảng 80% là nằm trong ánh sáng, thì trên trái đất, những người Orion mới chỉ đạt khoảng 20% là nằm trong ánh sáng. Trong khi 20% người Orion sáng nghe có vẻ còn tốt hơn là 10% những người Draconis sáng. Số lượng vân lên của những người Orion tiêu cực sẽ xuất hiện nổi bật trong số những con người rời khỏi trái đất trong sự chuyển đổi thiên hà. Những linh hồn Orion sẽ phải làm một quyết định vào lúc nào đó từ bây giờ đến năm 2012. Nếu họ chưa làm như vậy, họ sẽ phải làm quyết định là có hay không tiếp nhận đủ ánh sáng để có thể trở lại với trái đất trong sự chuyển đổi của cô ấy. Đây sẽ là một nhiệm vụ gian khổ cho nhiều người trong số họ, nhưng quyết định là bởi linh hồn sẽ thắng thế. Những người đã và đang trên con đường tỉnh táo của sự tiến hóa linh hồn sẽ có một thời gian dễ dàng hơn những người bắt đầu thức tỉnh ở thời điểm cuối cùng, bởi vì cuộc sống của họ lúc này trên trái đất sẽ ở trong một tình trạng lỏng ngóng. Các bạn cần nhớ rằng sẽ không có bất kỳ sự sai trái gì khi những linh hồn rời khỏi trái đất. Tất cả sinh mệnh trong sự sáng tạo cuối cùng cùng khám phá ra là có một kế hoạch thần thánh hoàn hảo nằm bên dưới tất cả vẻ bề ngoài đầy xáo trộn và hỗn loạn. Như đã nói nhiều lần trước đây, có vài linh hồn đã được sắp đặt để nhận các linh hồn không được tái sinh trên trái đất. Phần lớn những người Orion sẽ nhận được sự hướng dẫn cao nhất từ những người lãnh đạo giác ngộ hơn của những hành tinh này. Trong một số trường hợp, các hành tinh nhận những người Orion đã mất thân thể sẽ có sự phân cực theo hướng tiêu cực hơn, trong quan cảnh là những hành tinh này được sắp đặt chủ yếu để nhận những phe nhóm mâu thuẫn mà muốn tiếp tục những xung đột của họ. Tuy nhiên, những hành tinh như vậy sẽ bị bao vây và không thể ảnh hưởng để những người Orion hòa bình hơn đi vào những tinh cầu khác. Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến trái đất từ các thế giới astral.
Có một số lượng những người ngoài hành tinh đã không thể thực hiện được mục tiêu của họ cho việc ở đây, đó là kiểm tra trái đất trong các phi thuyền hay tái sinh vào nhóm gen và lấy một hình dạng con người. Nhưng thực thể như vậy sẽ thường sống lai vàng ở các chu kích song song, mà liên hệ gần gũi với chu kích của trái đất, họ đang tác động để loài người từ bên trong các phù thế giới, không nhìn thấy được của thể astral, trong khi nhiều phù thế giới astral được lấp đầy bởi các mảnh hồn. Những thực thể không tái sinh và tương tự như vậy cũng có những phù thế giới giữa các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đang nghiên cứu và ảnh hưởng đến trái đất. Những người Draconis là một chủng tộc như vậy. Các cơ cấu của việc làm thế nào mà các linh hồn có thể cư trú trong phù thế giới khác nhau sẽ được chúng tôi thảo luận vào một thời gian sau, khi mà đây là một chủ đề rất phức tạp mà đòi hỏi nhiều tập sách để mô tả đầy đủ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối trong các thế giới astral. Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên trái đất. Xấp xỉ 10% những người Draconis đã làm một lựa chọn di chuyển về phía ánh sáng, có nghĩa là họ đang nhận ra sự tiến bộ tự nhiên của các dạng sống để tăng trưởng và trở nên giống với thượng đế của chúng ta. Với một số người trong số họ, đó sẽ là một con đường rất lâu dài và gập ghềnh, đặc biệt do bởi số lượng khổng lồ những nghiệp tiêu cực mà đã gây ra bởi chủng tộc Draconis trên 10 triệu năm gần đây, không giống với những người vườn Lyra Vega. Những người Draconis bắt đầu sự tiến hóa của họ trong một hệ thống thiên hà khác và di cư đến đây, chọn nơi cư trú chủ yếu trong hệ thống sao Alpha Draconis. Giống như tất cả các dạng sống hữu hình trong vũ trụ địa phương này, họ đã được trao cho tự do ý chí. Giống như tất cả các thực thể có tự do ý chí đang khám phá các thế giới bên ngoài, họ đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên đồng nhất với các mật độ thấp, như các chủng tộc sao khác nhau đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên bị dính mắc vào trong tỉnh vật chất. Các cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa các phe nhóm khác nhau, mà chủ yếu là để tranh giành quyền kiểm soát cho sự tồn tại vật lý. Các cuộc chiến tranh thường xảy ra vì cái gọi là các nguồn tài nguyên hiếm, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng ở trạng thái cơ bản hơn, các cuộc chiến tranh này chính là để khẳng định ai vượt trội hơn và nắm quyền kiểm soát một thế giới cụ thể hay một nhóm thế giới nào đó. Những khao khát vô độ của bản ngã về quyền lực đã là yếu tố chính trong sự suy tàn của những người Draconis. Chỉ một vài người trong số họ là còn có thể giữ trong ký ức sự nguyên vẹn linh hồn. Và thậm chí ít người hơn nữa có thể tạo ra một sự tồn tại hòa bình trong các phe nhóm xung khác nhau. Phần lớn của những người Draconis mà đã đến trái đất đã là những kẻ bị ruồng bỏ giữa xã hội của họ. Họ thường là những kẻ tội phạm đã bị đuổi khỏi quê hương và buộc phải tìm kiếm một cuộc sống cho chính họ đâu đó trong các vũ trụ. Họ được gọi là những linh hồn trầm tiếng bởi một số vị thầy trái đất. Những sinh mệnh giống con thằn lằn này đã đến vùng này của thiên hà và đầu tiên cố gắng hạ cánh trực tiếp trên trái đất trong các dạng thằn lằn của họ. Nhưng khi họ nhận thấy bầu khí quyển và trọng lực không thích hợp, thì họ đã viền đến cách tái sinh và các thân thể loài người. Như đã nói trước đây trong phần lịch sử của trái đất, những con rồng trong trường thủy của các bạn là những người Draconis đầu tiên trong dạng nguyên thủy. Hệ thống sao Draconis, giống như chòm sao Orion và nhiều chòm sao khác, đã tiến hóa một cách đáng kể từ cuộc di cư đến trái đất của những người Draconis phản loạn, trong khi hệ thống sao Alpha Draconis vẫn tiêu cực trên diện rộng trong quan cảnh là phần lớn những người Draconis ở đó vẫn không nắm lấy cả ý tưởng về một con đường thăng lên. Tuy thế, cũng có một số thành tựu vĩ đại trong các thế giới Draconis. Hội đồng cao cấp Draconis được kết hợp chủ yếu bởi những người Draconis mật độ 7 mà từ lâu đã đi qua sự thăng lên.
và đang gửi đi các đại sứ đến trái đất để giúp đỡ mang những người Dragonist đen tối trở lại với ánh sáng. Các bạn phải nhớ là các bạn yêu dấu rằng những thực tài sản và tối này được giới hạn hoàn toàn trong các mật độ thấp. Nhưng khi mà phần lớn loài người đều tồn tại trong các mật độ 3 và mật độ 4, thì cần thiết để giải thích những điều đang xảy ra trong các thế giới đó bằng các thuật ngữ quen thuộc với các bạn. Vì vậy, hãy để chúng tôi tiếp tục. Khi những thay đổi của trái đất tăng lên, các hội đồng cao cấp Dragonist được kết hợp bởi các sinh mệnh giác ngộ mật độ 7 đã đang gửi đi những người Dragonist tốt nhất và sáng nhất để đầu thai trên trái đất, trong hy vọng là họ có thể cân bằng sự hiện diện tiêu cực trên giường rồng của những người Dragonist trong các thế giới astral xung quanh trái đất, cũng như những người lai Dragonist, loài người mà hiện đang đi lại giữa các bạn. Một số vị thầy đã đưa ra tên gọi những đứa trẻ rồng, Dragon Children, để chỉ những người Dragonist giác ngộ hiện đang đầu thai vào hình dạng con người. Không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra các thông tin vẫn đã có sẵn từ một vài nguồn. Hãy để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn với vai trò hiện nay và chức năng của những người Dragonist đen tối trên thế giới. Trên trái đất, những người Dragonist đen tối hiện đang tồn tại trong hai dạng trên hành tinh của các bạn. Họ đi lang thang trong các thế giới astro thấp và trung, như những mạnh hồn và ý định ám ảnh càng nhiều con người càng tốt, có nghĩa là gắn năng lượng của họ vào linh hồn của nhiều người, bất chấp tổ hợp DNA của các người chủ, nhưng dứt khoát gắn vào những người với nhiều DNA Dragonist. Và họ tồn tại như những con người tái sinh thường được kết hợp DNA với người Orion Sirius và trong một số trường hợp là người Andromeda. Đã có nhiều thông tin sai lầm được đưa ra liên quan đến khả năng của những người Dragonist biến hình vào dạng con người để xuất hiện như những sinh mệnh con người bình thường. Trong thực tế, biến hình là một kỹ thuật tiên tiến chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 hoặc cao hơn. Biểu hiện của sự biến hình mà những người sáng suốt đang nhìn thấy đó thực chất chỉ đơn giản là trạng thái sở hữu astral. Những mạnh hồn astro của những người Dragonist đen tối thèm khát bong rút năng lượng và nhựa sống của những người mà đi lang thang trong các thế giới astro để tìm kiếm những thực thể mà thích hợp nhất với những trường năng lượng lệch lạc của họ. Nhưng mục tiêu ưa thích của họ chính là những người mang trong mình sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát. Vì lẽ, những thứ này là những rung động trồi của những người Dragonist đen tối không thể kiểm soát trái đất một cách trực tiếp do bởi sự không thích hợp với bầu khí quyển và trọng lực của trái đất. Họ phải viện đến việc cố gắng kiểm soát trái đất từ các thế giới astro hay thông qua việc tái sinh và dạng con người, việc đi vào các thân thể của những nhà lãnh đạo thế giới, những người đã sẵn có một ảo ảnh mạnh mẽ về quyền lực và sự điều khiển là sự thèm muốn cao đối với những người Dragonist đen tối, khi mà điều này được coi là tốt nhất để có thể có được trái đất cho riêng bản thân họ. Việc đầu thai vào dạng con người gặp rất nhiều khó khăn cho những người Dragonist đen tối, bởi vì các phương tiện mà qua đó họ đầu thai vào là hiếm có DNA Dragonist trong sạch để khởi đầu. Như các bạn biết, phần lớn con người là một tổ hợp của nhiều chủng tộc sao khác nhau. Và vì vậy, những người Dragonist đầu thai kết thúc việc biến đổi DNA và các chuỗi khác khi tái sinh. Những nhà lãnh đạo của các bạn chủ yếu bị khống chế bởi những người Dragonist đen tối. Theo thống kê hiện nay đưa ra bởi dữ liệu Akashic, khoảng 60% các vị tổng thống, các thủ tướng, các vị vua, các hoàng hậu, các nhà lãnh đạo được bầu lên, các nhà độc tài, v.v. trên thế giới của các bạn bị khống chế một phần hay toàn bộ bởi những người Dragonist đen tối và những người anh em của họ, những người Orion đen tối.
trong khi những người Aryan nên tội tạo ra một tỷ lệ lớn hơn trên tổng số loài người và những linh hồn lang thang trong các thế giới astral. Những người Draconis đen tội nhận được phần lớn sức ép do bởi biểu hiện tiêu cực mạnh liệt, khao khát quyền lực và sự kiểm soát của họ. Những đặc điểm như thế, nhưng tinh tế hơn một chút, tuy nhiên lại là trội. Cũng có trong những người Aryan đen tội. Những người Draconis đen tội đang tiếp tục tìm kiếm các con đường để hoàn thiện dòng máu của họ và đưa những chuỗi DNA hiệu chiến mới vào tổ hợp. Họ thí nghiệm với con người nhằm để chiết xuất những phân tử nào đó từ DNA. Họ xếp con người như cỏ rác cho những mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, do bởi sự hiện diện của nhiều những người ngoài hành tinh giác ngộ và các sinh mệnh đã thăng lên trong và xung quanh trái đất như một phần của bảy sự an bài thần thánh, khả năng của những người Draconis đen tội để kiểm soát trái đất đã bị cắt bớt đi rất nhiều. Nếu các bạn không bị chi phối bởi sự sợ hãi, độc ác, tham lam, giận dữ và nhu cầu kiểm soát người khác, các bạn sẽ có vẻ như không phải là các mục tiêu trực tiếp của một cuộc tấn công Draconis trong thể vật lý astral hay những dạng khác. Ghi nhận hoàn cảnh của những người Draconis và hiểu biết tư tưởng của họ là rất quan trọng. Chỉ là để từ chối thêm nửa các chương trình của họ, những người Draconis đen tối và những người Aryan đen tối phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết của quần chúng nhằm thực hiện chương trình của họ trên trái đất. Nhiều người trong họ đang bắt đầu nhận ra là thời gian của họ trên trái đất đã gần hết do bởi những nguồn năng lượng đang gia tốc của sự chuyển đổi thiên hà và sự tiến đồng thẳng hàng. Do đó họ đang trở nên tuyệt vọng trong các nỗ lực tranh quyền kiểm soát trái đất với những người vườn loài Lyra và Vega. Đây là lý do tại sao phần lớn các bạn đang trải nghiệm những nhiễu loạn nghiêm trọng năng lượng ngày này sang ngày khác trên trái đất. Các bạn đã được nói cho biết bởi các nhà tiên tri của các bạn là có một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt trên cõi thượng thiên. Điều này chỉ đứng từ quan điểm của các mật độ thấp. Chúng tôi trong các thế giới cao hơn không tham gia trong các cuộc xung đột vô nghĩa này. Chúng tôi chỉ chúng ra cho các bạn nhằm để trợ giúp các bạn trong việc giải thoát bản thân. Sẽ là khó khăn để vượt lên các ảo ảnh nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa sự thật và các ảo ảnh. Giá trị chính trong sự thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối là để giúp cho các bạn hiểu bản chất của cái mà các bạn đang quan sát thấy trong các cơ chế quyền lực và thể chế chính trị trên thế giới. Rất ít những người được gọi là những nhà lãnh đạo trong thế giới của các bạn thực sự hiểu được là họ đang bị khống chế bởi người ngoài hành tinh tiêu cực. Họ xem lòng tham, sự cạnh tranh, tâm lý hiệu chiến và các trò chơi quyền lực là một phần của bản chất con người. Phần lớn họ tin rằng họ đang làm điều đúng và tốt. Nhiều người bị đánh lừa bởi các hệ thống niềm tin tôn giáo mà có vẻ bào chữa cho các hành động của họ. Một số lượng đáng kể, những nhà lãnh đạo thế giới bị khống chế bởi những người Draconis đen tối và những người Aryan đen tối tin rằng họ đang hoàn thành những lời tiên tri tôn giáo bằng cách khởi động các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ không nhận thấy là những người Sirius đã mang hầu hết những lời tiên tri tôn giáo đến trái đất nhằm để giữ sự kiểm soát quân chúng. Phần lớn những người Draconis đen tối và những người Aryan đen tối đơn giản đang rơi vào cùng một cái bẫy như những người Sirius đen tối. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận đối với những người Draconis đen tối. Rất nhanh, sự rung động của trái đất sẽ không còn dung thứ cho sự hiện diện của những người Draconis đen tối và họ sẽ bị buộc phải rời bỏ những thân thể ký sinh của họ và đi vào thế giới astral song song xung quanh các hành tinh khác mà thích hợp hơn với tầng mức rung động của họ. Điều này đã bắt đầu diễn ra trong một số trường hợp, nhưng sẽ đáng lưu ý hơn kể từ năm 2008. Một số những nhà lãnh đạo thế giới sẽ quay lại với các cảm xúc con người và bắt đầu trở nên yêu thương hơn, trong khi những người khác có vẻ như đi vào một trạng thái điên loạn tạm thời
Một vài người có thể làm chủ cuộc sống của mình hay tìm một con đường khác thích hợp để rời khỏi hành tinh. Một số có thể lựa chọn trở thành các nạn nhân của chiến tranh và của sự nổi dậy chỉ khi họ có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn những người thiếu hiểu biết thì trò chơi của họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơn. Và thậm chí nếu điều đó xảy ra, nó cũng sẽ chỉ kéo dài thêm một vài năm nữa. Họ có thể mang một lực lượng lớn các linh hồn không nghi ngờ đi theo họ, tức là dẫn những người mù đến bên bờ vực. Điều này đang đặt ra cho mỗi người trong các bạn một sự tỉnh táo để họ có thể tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của họ bằng cách làm sạch tất cả các vấn đề tình cảm tiêu cực và các hệ thống niềm tin tiêu cực. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn sinh mệnh đã thăng lên trong cuộc tìm kiếm sự giải thoát của các bạn.